Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lại thêm nạn nhân tự chết trong trụ sở công an ở Bình Thuận do mệt và khó thở. Tình trạng các nạn nhân bị đánh chết trên đường công an xảy ra rất thường xuyên, liên tục là điều hết sức phổ biến tại Việt Nam. Mới nhất vào ngày 3 tháng 9 tại Bình Thuận, truyền thông nhà nước đưa tin ông Bùi Văn Hải, 28 tuổi ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đã bị đánh chết trong trụ sở công an xã sau vài giờ bị tạm giữ với lý do mệt, khó thở. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 9, trưởng công an xã Vũ Hòa xuống địa bàn mời ông Bùi Văn Hải đến công an xã để làm việc. Theo ông Bùi Mạnh Hùng, là anh trai ông Hải cho biết, theo yêu cầu của công an xã, ông Hùng đã chở em trai lên trụ sở xã và giao cho đại diện công an xã Vũ Hòa. Sau đó, vẫn theo ông Hùng, lúc 19 giờ 20 phút, trưởng công an xã đã giao cho hai cán bộ công an huyện Đức Linh là Bùi Sĩ Ngân và Lê Hữu Tùng đưa ông Bùi Văn Hải lên cơ quan công an huyện Đức Linh để tiếp tục làm việc. Tờ báo Công an Nhân dân vào ngày 4 tháng 9 tường trình sự việc. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, tức chỉ sau gần 4 tiếng đồng hồ, ông Bùng với Hùng cho biết ông nhận được tin có người chết, được công an mang lên bệnh viện huyện Đức Linh. Xin nghỉ, ông Hùng đi lên bệnh viện huyện và đó ông thấy em trai của ông đã tử vong. Đài Á Châu Tự Do đã cho do AFA cho biết, nói qua điện thoại ông Hùng cho hay: "Tôi lên bệnh viện sau khi có người thông báo cho tôi biết là em tôi bị người ta đánh chết, đưa lên bệnh viện. Khi chạy lên, tôi mở ra, tôi nhìn em tôi mắt trợn lên, mồm há ra, hai tay bị vết còng treo trên lên chảy xước và có mấy vết cắn ở bắp tay và hai đùi đít lừng. Tôi đã quay phim chụp hình bầm tím còn hơn một miếng thịt bò. Tất cả những vết đánh là vết đánh nội thương chứ không phải là vết đánh ngoại thương." Nó đánh cho sưng, bầm tím bên trong, chứ không đánh cho chảy máu, rách da, rách thịt gì. Nó chỉ cho đánh nội thương bên trong. Bây giờ, gia đình của tôi khẳng định rằng, cơ quan điều tra công an huyện Đức Linh đã gây ra cái chết của em tôi. Đồng thời, ông Hùng cũng cho biết thêm, bệnh viện cũng cho biết có hai người đeo khẩu trang đưa Bùi Văn Hải lên bệnh viện lúc 21 giờ ngày 3 tháng 9. Và ông là người đầu tiên trong gia đình nhìn thấy tình trạng thi thể của em trai ông tại bệnh viện. Liên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, ông Bùi Mạnh Hùng đã yêu cầu đích danh Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm phải có trách nhiệm giải trình vụ việc. Ông Hùng cho biết, bây giờ tôi chưa có yêu cầu gì, nhưng sự việc mà không làm rõ ra thì tôi cũng muốn yêu cầu Bộ trưởng Tô Lâm tham gia làm cho rõ sự việc để cho em tôi đỡ bị oan ức. Nạn nhân Bùi Văn Hải và giấy xác nhận của bệnh viện cấp theo yêu cầu của gia đình. Được biết, vào ngày 4 tháng 9, báo Công an Nhân dân đã có bài báo với tựa đề "Thông tin về nghi can trộm cắp tài sản chết không rõ nguyên nhân ở Bình Thuận". Tường trình về vụ việc nêu trên, bài báo này cho biết, sáng ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm cắp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn huyện Đức Linh. Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Đức Linh gửi về Công an tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng ngày 2 tháng 9, trong quá trình điều tra, Công an huyện Đức Linh phát hiện hai đối tượng có hành vi trộm chó. Tổ tuần tra yêu cầu dừng để kiểm tra, tuy nhiên hai đối tượng trên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy hướng vào xã Vũ Hòa. Bị truy đuổi, các đối tượng vứt bỏ lại hai con chó đã trộm được và dùng dây chích điện vào người đại úy Nguyễn Đức Phương, thành viên tổ 506 và trung úy Đoàn Ngọc Quảng, cán bộ công an thị trấn Võ Xu, khiến hai đồng chí bị thương rồi tẩu thoát. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo công an huyện đã xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an thị trấn Võ Xu, công an xã Vũ Hòa lập biên bản sự việc, khám nghiệm hiện trường và xác minh và truy bắt các đối tượng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Bùi Văn Hải sinh năm 1995 và Lưu Công Mạnh sinh năm 1985 cùng sống tại thôn 2, Vũ Hòa, huyện Đức Linh là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ. Vẫn theo báo Công an Nhân dân, nghi can Bùi Văn Hải bị thiệt mạng cũng do nguyên nhân mệt, khó thở. Ngay sau đó, vào ngày 5 tháng 9, ông Bùi Mạnh Hùng đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc trên của báo chí nhà nước Việt Nam và cho biết, sau phản ứng mạnh mẽ của gia đình, một bài trên báo Bình Thuận cũng đã bị gỡ bỏ. Ông Hùng khẳng định, vào thời điểm xảy ra vụ việc, em trai của ông đang ở nhà ngủ và hoàn toàn không liên quan đến vụ việc trộm chó hay trộm tài sản như công an đã cáo buộc. Nạn nhân Bùi Văn Hải bị thiệt mạng sau khi ở đồn công an. Ông Bùi Mạnh Hùng cũng cho biết thêm, sau khi gia đình đưa thi thể của em trai ông về nhà,
công an đã có một số hành vi như ngăn chặn gia đình ông đưa tủ cấp đông về nhà để bảo quản xác trong lúc chờ kết luận giám định pháp y. Nhiều quan chức chính quyền địa phương liên tục đến thuyết phục gia đình tiến hành mai táng sớm, dù gia đình yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân gây ra tử vong và yêu cầu những người chịu trách nhiệm phải được đưa ra ánh sáng. Theo ông Hùng, chính quyền muốn xóa bỏ các bằng chứng gây ra cái chết của em trai ông để mà trốn tránh trách nhiệm. Gần đây nhất vào ngày 30 tháng 8, truyền thông nhà nước Việt Nam cũng đã đưa tin về việc Thiếu tá Hồ Thanh Hòa, Phó trưởng Công an xã Tân Hành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với vì hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ. Nạn nhân là ông Trần Văn Đảm, 57 tuổi, một người dân địa phương. Ông Đảm được mời về trụ sở công an xã và chỉ sau có 15 phút, ông Đảm đã bị Thiếu tá Hỏa đá, đã khiến ông Đảm tử vong. Được biết, riêng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 đã có ít nhất 16 trường hợp nạn nhân chết trong đồn công an hoặc trại tạm giam ở Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Công ước Chống tra tấn quốc tế kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2013, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lại thêm nạn nhân tự chết trong trụ sở công an ở Bình Thuận do mệt, khó thở. Không chịu công khai tài sản, Tổng Trọng sẽ tiếp tục bị nghi ngờ không trong sạch. Công khai minh bạch tài sản quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở một quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Một trong những lý do khiến công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam không đạt được kết quả như mong muốn, và có phần liên quan đến việc kê khai tài sản của các quan chức lãnh đạo, kể cả công chức ở các ngành nhạy cảm, dễ có điều kiện tham nhũng như công an, hải quan, thuế vụ và các công chức cấp cao khác. Chính sách phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam trong việc kiểm soát tài sản của quan chức, công chức là chủ trương hết sức quan trọng. Các cơ quan của Đảng và Chính phủ đã ban hành rất nhiều quy định yêu cầu lãnh đạo phải kê khai đúng, đủ các biến động của tài sản hàng năm, thậm chí là 6 tháng đối với các công chức, công tác ở những ngành dễ tham nhũng, gần với tiền, dễ bị mua chuộc. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam được yêu cầu công khai tài sản cho dân chúng để mà làm gương. Song ở Việt Nam hiện nay tồn tại một tình trạng phổ biến là việc thực hiện kê khai tài sản còn mang nhiều tính hình thức. Tình trạng các quan chức kê khai tài sản xong rồi lại đút ngăn kéo để cho có mà thôi. Thông thường những cán bộ đảng viên có chức có quyền thì ít khi kê khai thật. Họ tìm cách giấu mất tài sản hoặc tiền, vàng, đô la hoặc để người khác đứng tên, nhưng tai mắt của nhân dân thì biết rất rõ về những hành động này. Và về lâu dài, việc kê khai tài sản của đảng viên chủ yếu chỉ nhắm vào giới chức cấp thấp trong bộ máy của nhà nước. Thậm chí lãnh đạo cấp cao nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không hề gương mẫu để mà nêu gương khi ông không chịu kê khai tài sản của mình. Cụ thể vào ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngay trước ngày khai mạc hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một bức thư ký tên tập thể của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản cá nhân. Đã có 54 người ký tên trong bức thư ngỏ, trong đó có những cựu quan chức, trí thức tên tuổi như ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, nhà văn Nguyên Ngọc, rồi tiến sĩ Nguyễn Quang A, vân vân. Sau đó, 16 đảng viên, công dân của Đảng bộ xã Đồng Tâm, Hà Nội cũng đã ký tên vào thư yêu cầu này. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng kê khai tài sản của cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm. Bức thư ngỏ nêu rõ, nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình, thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Đồng thời, những người ký tên trong bức thư ngỏ đã kêu gọi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau: hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet đầu tiên. Theo họ, nếu ông Trọng không công khai tài sản để làm gương, thì người dân có quyền tiếp tục nghi ngờ là ông không sạch sẽ gì trong chuyện là tài sản đang có vấn đề. Và như vậy là bất chấp đòi hỏi chính đáng của người dân và yêu cầu công khai tài sản
là quy định của Nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đảng đã ra quyết định. Được biết, việc yêu cầu công khai tài sản của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018 diễn ra giữa lúc chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng trong Bộ Công an đang lên hồi cao trào. Khi đó, hàng loạt tướng tá đã bị khởi tố, bị bắt tạm giam, xét xử vì các sai phạm khác nhau. Theo những người đã ký tên vào thư ngỏ, lâu nay chính ông Tổng Bí thư Trọng đã khẳng định rằng trước người ta đã bảo chống tham nhũng chỉ đánh từ vai đánh xuống, bây giờ theo ông Trọng thì ngay trên đầu làm mạnh hơn, tức là trung ương còn nghiêm hơn cả địa phương. Thực hiện không nghiêm trong việc kê khai tài sản của các quan chức đã tạo ra trở ngại rất lớn và khiến hậu quả chính sách chống tham nhũng ở Việt Nam không được như mong muốn. Đáng buồn là chiều ngày 17 tháng 6 năm 2018, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh rằng vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Đó là một lời phát biểu mang tính tránh né, không chịu kê khai tài sản theo nghị quyết của Bộ Chính trị và bắt chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự trong sạch, không tham nhũng, không có tài sản bất minh, thì tại sao không dám công khai tài sản lại viện đến liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân? Lý do của sự né tránh này được giới thạo tin tiết lộ, đó là vợ chồng Tổng Bí thư đã sở hữu khá nhiều tài sản. Đầu tiên, người ta cho rằng ông sở hữu căn biệt thự số 5 phố Thuyền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đứng tên chủ sở hữu là bà Ngô Thị Mân, vợ ông Tổng Bí thư. Căn biệt thự này do Văn phòng Trung ương Đảng thanh lý với giá có 96 triệu đồng, tức là chưa đến 4.000 đô, thời điểm năm 2011. Hiện nay nó có giá thị trường không dưới 3,6 triệu đô la, tức là gấp 900 lần giá trị gốc. Ngoài ra, Tổng Bí thư còn nhận những món quà có giá trị rất lớn do đàn em thân cận cống nạp, ví dụ như căn biệt thự ở khu đô thị Shimucha, Nam Thăng Long, mà con trai Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trường, đang ở hiện nay. Đây là một trong hai căn biệt thự là quà biếu của tập đoàn Shimucha Indonesia, mỗi căn có giá trị hơn 2 triệu đô. Theo thông tin của tờ báo Dân Trí, đây là giá của những căn biệt thự. Như vậy, nếu Tổng Bí thư kê khai tài sản mà không chịu công khai rõ ràng, đầy đủ, thì đàn em nó lại thắc mắc trò. Nhà nước đã bị thiệt hại 3.000 tỷ đồng, tức là tiền thuế của người dân đã bị mất đi trong dự án Shimucha vì một quyết định của thành phố Hà Nội. Kê khai tài sản là việc bắt buộc đối với cán bộ đảng viên. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh rằng nếu không trung thực kê khai với tổ chức thì sẽ vi phạm nghiêm trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát lậu chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt với cam kết không có vụ cấm. Thì lẽ ra là lãnh đạo chức vụ cao nhất, ông Tổng Bí thư càng phải gương mẫu trong việc kê khai tài sản. Đó cũng là nguyên tắc cho mọi dân biểu, nhân dân và bình đẳng trước pháp luật. Công luận đang theo dõi sự nghiêm minh trong sạch của cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương và coi đây là cơ hội để ông Tổng Bí thư thực hiện sự minh bạch để giải trình thực chất về những sở hữu tài sản khổng lồ, làm sao cho xứng với niềm tin và sự ủng hộ của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin không chịu công khai tài sản, Tổng Trọng sẽ tiếp tục bị nghi ngờ không trong sạch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.